Mới đây tại khu vực trồng hoa hướng dương thuộc vành đai công viên Văn Lang, lực lượng chức năng của phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì đã phát hiện, lập biên bản xử phạt hành chính đối với một trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng. Trường hợp bị xử phạt là nữ, sinh năm 2000, có hộ khẩu thường trú tại thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao. Tại thời điểm xử phạt, người này đang cùng bạn chụp ảnh tại công viên Văn Lang và không đeo khẩu trang theo quy định phòng chống dịch của thành phố Việt Trì. Công an phường Tiên Cát đã tiến hành lập biên bản xử phạt hành chính trường hợp này với mức phạt 2 triệu đồng, căn cứ theo điểm C khoản 3 điều 12 Nghị định 117/2020 NĐ-CP của Chính phủ. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra xử phạt các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch nhằm siết chặt kỷ cương, nâng cao ý thức tự giác phòng chống dịch trong cộng đồng.